Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là chiếc cối đùn thịt, đùn xương, đùn gà, đùn cá cả con. Và hiện nay bên nó phân phối và bán trên thị trường hiện nay. Thì đây là ba chiếc cối đùn to nhất trên thị trường hiện nay. Thì đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người chiếc cối đùn 42. Đối với chiếc cối này nó cũng khá là to rồi. Đấy, cái trọng lượng của nó sẽ là 21 kg. Thì tổng thể của chiếc cối đùn như vậy. Bánh đà đôi, rãnh B. Được rồi. Tất cả chiếc cối đùn này thì nó sẽ làm bằng gang, gang đúc nên cực kỳ chắc chắn. Và em sẽ phá vào cho mọi người biết được cái sản phẩm bên trong nó như nào. Thì chiếc cối đùn này nó sẽ kết hợp với motor 3,5 kW trở lên. Như vậy thì cái năng suất nó khá là cao, từ 250 tới 350 kg một giờ. Đây mặt sàng nó đây. Mặt sàng 8 ly quý vị nhá. Đây là con dao của nó. Thì trên dao nó cũng khắc ký hiệu là 42. Và bên trong là một chiếc ruột gà, cũng như là của nó nặng khoảng 2 kg. Chiếc cối đùn này nó khá là ok để chúng ta xay những con cá khoảng bàn tay, hoặc là những con gà, con vịt, cổ gà, năng suất khá là cao cho các chặn chó, cũng như là chặn cá lăng hoặc là cá chê, cá chuối. Và khi mà quý vị mà muốn năng suất cao hơn nữa thì quý vị hãy sử dụng cho em con cối 52 này. Thì chiếc cối 52 này có trọng lượng khá là cao, là 30 kg, nó gấp rưỡi cối 42 này. Thì đối với chiếc cối 52 này, nó sẽ kết hợp với motor từ 5,5 kW trở lên, điện 3 pha cho quý vị nhé, điện 3 pha thì mới sử dụng một con cối này. Đấy, thì cái năng suất của nó cực kỳ cao luôn, từ 350 cho tới 450 kg một giờ. Bên trong trục thân nó, trục thân cực kỳ to luôn. Đấy, cái mặt sàng của nó cũng sử dụng là mặt sàng 8 ly thôi, giống con cối 2 kia. Dao của nó đây, mã hiệu 52 cực kỳ rõ ràng. Và riêng cái trục sẵn của nó, thật sự với quý vị và các bạn rằng nó cực kỳ nặng, nặng khoảng 6 kg cơ. Đấy, nên kết hợp với motor phải to, từ 5,5 kW trở lên. Đấy, thì năng suất nó mới ok được. Và quý vị có khoảng 7-5 kW càng tốt để đùi những cái xương ống, hoặc là những con gà to, con cá to thì nó sẽ ok. Còn khi mà quý vị mà muốn đùi những xương ống to hơn nữa, hoặc là những con cá to mà cần năng suất cao hơn nữa, khoảng từ 500 cho tới 650 kg một giờ, thì hãy sử dụng con cối này, cối 62. Đối với chiếc cối 62 này, nó sẽ cần phải motor từ 7,5 kW trở lên. Quý vị mà sử dụng cái motor 11 kg thì càng tốt, thì đùi cực kỳ khỏe, cũng là nó chất lượng. Em thả mọi người xem được cái chất lượng của chiếc máy bên trong như nào. Xem riêng cái mặt sàng của nó đây, cái đường kính của nó không đã nặng đã khoảng gần 20 cm rồi. Giờ sử dụng sàng 8 ly. Và đây con dao ở đây, dao cũng có cực kỳ lớn bằng gang. Riêng cái trục sẵn của nó cực kỳ dài và to. Ôi trời ơi, quá nặng luôn ạ. Thật sự quý vị rằng quý vị bê một tay thì sự nó không thể bê nổi luôn. Khoảng 11 kg thôi. Chiếc cối này tổng thể là 41 kg, trục sắn là 11 kg, còn lại sẽ là 31 kg, 30 kg. Đối với chiếc cối này, quý vị năng suất cực kỳ cao, từ 500 tới 650 kg một giờ. Quý vị mà đùn xương ống hoặc là đùn cá, gà, cả con thì cực kỳ ok. Đối với chiếc cùn ý thì quý vị hãy chế cho em, đó là một chiếc máng trôi, cho trôi xuống, chúng ta dùng xẻng mà xúc vào thì cứ trôi bấy nhiêu thì sẽ đùn ra bấy nhiêu. Đấy, bởi vì nó quá là khỏe và to, và giá của nó cũng cực kỳ phải chăng cho quý vị lựa chọn thôi. Đầu tiên em xin nói về cước bộ cối 42 sẽ có giá là 3 triệu, cối 52 sẽ là 3,5 triệu, và cối 62 sẽ có giá là 5 triệu đồng. Đó.
Đấy, thì mọi thông tin chi tiết về chiếc ba cối này thì quý vị hãy gọi cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.